Thì chào các em, chào mừng các em trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức CSP. Lời đầu tiên thầy chúc các em luôn bình an sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hôm nay chúng ta học phần tiếp theo và hết của bài số 2, hàm số bậc 2. Bây giờ chúng ta học bài mới. Hôm nay chúng ta sang mục 4 nhỏ ứng dụng của hàm số bậc 2. Chúng ta sẽ giải một số bài toán ứng dụng về hàm số bậc 2. Trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu thế nào là tầm bay cao và tầm bay xa trong một cái môn thể thao, đó là đánh cầu lông. Hình ảnh bên phải của các em là các em thấy ở trên sân cầu lông có một cặp đánh đôi, và như chúng ta đã thấy ở trên màn hình. Toán học sẽ nghiên cứu cái đường đi của cầu lông để từ đó tìm ra cái kỹ thuật đánh để chiến thắng đối phương. Trước hết các em theo dõi các cái trích dẫn sau đây. Trong môn cầu lông, khi phạt cầu thì người chơi cần đánh cầu qua khỏi lưới sang phía sân đối phương và không được để cho cầu rơi ngoài biên, như các em thấy hình vẽ. Ở trong cái sân này là gồm có rất nhiều ô, và cái biên thì các em nhớ là cái đường nét ngoài cùng này, các em đường vạch thẳng ở ngoài cùng. Các em thấy ở trong thực tế đấy. Trong mặt phẳng tọa độ OG, chọn một điểm có tọa độ 0, y0 là điểm phạt cầu. Như vậy thì chúng ta phải thực hiện trong một cái mặt phẳng tọa độ, chúng ta sẽ chọn một cái điểm có tọa độ là 0, y0 là điểm để phạt cầu. Như vậy là chúng ta sẽ chọn hệ trục tọa độ. Sau đó cái điểm phạt cầu chắc chắn là nó sẽ cách cái mặt sân một cái khoảng nào đó so với trục OI. Đó là điểm 0, y0 là nằm trên trục OI các em này. Là điểm phạt cầu thì phương trình quỹ đạo của quả cầu khi rời khỏi mặt vợt là, đây là các em thấy cái phương trình parabol này các em này. Đây là phương trình của parabol. Vì sao các em biết phương trình của parabol? Vì cái hệ số A của x bình phương chính là trừ r trên 2v0 bình nhân với cốt bình của alpha. Hệ số b, b là hệ số của x nhất, là tan alpha, và hệ số tự do c là y0. Và đây các em thấy hệ số a nó âm, có nghĩa là cái chiều lõm nó quay về phía dưới. Thì trong quá trình đánh cầu lông thì khi nào cầu lông cũng bay cao rồi nó bay xuống, đúng nào, thì chúng ta hiểu như vậy. Trong đó r là gia tốc trong trường, thường được chọn là 9,8 m/s. Alpha là góc phát cầu, tí nữa chúng ta sẽ nói cái góc alpha này so với phương ngang của mặt đất. V0 là cái vận tốc ban đầu của cầu, tức là do cái lực đánh của cái vận động viên tác dụng vào vợt để vợt đẩy cầu lông bay đi với vận tốc ban đầu là một vận tốc V0. Y0 là khoảng cách từ vị trí phạt cầu đến mặt đất. Y0 ta nói đến cái chiều cao, các chiều cao của cái quả cầu lông mà khi nó rời khỏi cái mặt lưới. Và đó chính là chúng ta tìm hiểu về cái quỹ đạo của cầu khi rời khỏi mặt vợt. Cái phương trình này chúng ta công nhận, bởi vì trong vật lý đã tìm ra cái phương trình này. Trong toán học chúng ta thấy đây là một cái hàm số bậc 2 có hệ số A âm. Đó là điều chúng ta cần phải lưu ý. Đây là hình ảnh của sân vợt cầu lông các em này. Chiều dài của sân vợt đó là các em thấy là 13,40 m. Ở các cái vạch ngang, hai cái vạch ngang liền nhau các em này, dọc theo chiều này thì có chiều rộng khoảng 0,46 m. Và cái vạch ngang để phạt bóng này các em này là nó rộng 0,76 m. Ô thứ nhất thì có chiều rộng là 3,59 m. Còn cái ô vạch từ
từ cái vạch ngang lưới này đến cái vạch thứ nhất đấy là 1,98 mét, chiều cao của lưới là 1,524 mét, còn chiều rộng của sân là các em thấy là 6,10 mét. Thì trong nơi chúng ta sẽ nói kỹ hơn cái cách chúng ta chọn hệ trục tọa độ. Bây giờ thầy nhắc lại cái phương trình quỹ đạo của quả cầu, đó là y bằng trừ g x bình phương trên 2 v0 bình phương nhân với cos bình phương alpha cộng với tan alpha nhân với x cộng với y0. Đây là hàm số bậc 2 như thầy đã nói với các em. Đây, chúng ta sẽ nói rõ cái chỗ này. Chúng ta sẽ chọn một cái hệ trục tọa độ OY. Y0 là cái điểm mà quả cầu rời khỏi mặt lưới và nó đi theo cái phương vận tốc là cái tiếp tuyến của cái parabol này. Và quả cầu lông đang còn ở vị trí là xy này các em. Còn đây là phương trình quỹ đạo của nó. Bên phía bên phải này là cái điểm chạm mặt đất. Như vậy là quả cầu lông đi theo một cái quỹ đạo là một cái parabol. Chính vì vậy mà toán học sẽ lấy cái video này để làm rõ cái kỹ thuật đánh thế nào để đánh vào trong sân trong quá trình tập, để từ đó chúng ta nâng cao để thi đấu. Như vậy là các em đã hình dung được cái xây dựng hệ trục tọa độ như vậy. Bây giờ người ta sẽ trường hợp lặng gió, tức là không có gió, cái trường hợp này hơi lý tưởng. Với vận tốc ban đầu và góc phạt cầu đã biết, tức là một người nào đó họ thường là có một cái lực không đổi hoặc là thay đổi rất ít trong khi phạt bóng, và cái góc phạt của họ nhiều khi cũng cố định game, thì cầu chuyển động theo một quỹ đạo parabol nên sẽ cho ta cái gì? Nên sẽ cho ta đạt cái vị trí cao nhất tại đỉnh của parabol. Bởi vì chúng ta nói cái phương trình quỹ đạo của quả cầu là một parabol, cho nên nó sẽ đạt vị trí cao nhất tại đỉnh của parabol ở vị trí này các em. Mà khi nó đạt tại cái vị trí đỉnh này thì người ta gọi là tầm bay cao. Nếu cái tầm bay cao này mà nó không cao hơn 1,524 mét thì nó chạm lưới, mà chạm lưới là vi phạm luật, như vậy là không được tính. Như vậy thì các em thấy là cái tầm bay cao này là tại một cái điểm nào đó, khi chúng ta tìm hiểu thì nó phải cao hơn cái lưới này, lưới ở mặt trên các em nhé, chứ không phải ở mặt dưới này, là 1,524 mét. Thì như vậy là cái đỉnh của parabol mà khi chúng ta đánh cầu lông đi thì vị trí cao nhất của đỉnh thì chúng ta gọi là tầm bay cao. Còn khi rơi chạm đất ở vị trí này là các em này, rơi vị trí này, ở vị trí mà cách nơi đứng, cách cái nơi đứng chúng ta phát cầu lên một điểm O đấy các em này, một khoảng là tính từ O mà đến cái vị trí chạm đất này, này thì người ta gọi đây là tầm bay xa, tầm bay xa của quả cầu lông. Thì đó là những cái vấn đề mà các em cần phải hiểu để chúng ta đi giải cái bài tập. Ở trong sách giáo khoa có cái bài tập thứ nhất thì các em cũng nên tham khảo cái bài tập đó, bởi vì cái bài tập vận dụng của chúng ta cũng liên quan đến cái bài tập đó. Bây giờ tiếp tục chúng ta tìm hiểu một vấn đề tiếp, đó là đánh thế nào để cho chiến thắng. Thì các em hình dung hệ trục tọa độ chúng ta có rồi, bắt đầu cái vợt nằm đây, chúng ta đánh quả cầu lông đi. Nếu cái tầm bay cao của nó mà nó nằm ở phía bên trái các em này, tầm bay cao là nằm phía bên trái, mà nó thấp hơn cái chiều cao của lưới thì chắc chắn là nó đi xuống nó phải chạm lưới. Thì cái quả cầu này đây là vẽ cái đường đi cho nó hoàn chỉnh thôi, chứ thực chất nó chạm lưới thì nó rơi xuống ở mặt lưới này rồi. Thì như vậy là cái quả cầu này bị hỏng là vì nó chạm mặt lưới.
Các em coi cái đường màu xanh giữa cùng lại bị hỏng nha. Cái đường đỏ kia này, cầu lông đi theo cái quỹ đạo là đường đỏ này này, thì nó nằm ở ngoài cái điểm bên ngoài rồi. Bên ngoài là cái vạch cuối cùng nữa các em. Thì như vậy là nó rơi ra ngoài, ngoài sân. Mình nói như vậy thì cái cách đánh này hỏng. Cái đường màu xanh các em này là quỹ đạo của quả cầu lông đi. Nó rơi vào, nó nằm giữa ở điểm trong và điểm bên ngoài. Điểm bên trong và điểm bên ngoài. Thì như vậy là trong trường hợp này là hợp lệ. Thì thầy nhắc lại cái điểm bên trong, điểm bên ngoài một tí. Ở trong cái hình thầy nhảy ban đầu đó các em. Đây là điểm bên trong là cái vạch này các em này. Điểm bên ngoài là cái vạch này các em này. Thì cầu lông mà rơi vào sân đối phương nằm ở cái trong cái khoảng từ cái điểm bên trong đến điểm bên ngoài này thì cái quả cầu đó là hợp lệ. Tuy nhiên là có những vận động viên là họ đánh sang cho đối phương. Biết là nằm rơi ngoài rồi nhưng mà nhiều khi thuận lợi quá thì họ vẫn đánh để hạ gục đối phương. Chứ không phải là cứ chờ quả cầu lông đi ra phía ngoài sân thì họ không đánh đâu. Tùy vào từng trường hợp mà cái người vận động viên họ xử để họ sẽ giành chiến thắng. Như vậy thì các em đã hiểu được cái hình ảnh để đánh như thế nào cái quả cầu lông hợp lệ, không bị hỏng, đúng không nào? Bây giờ tiếp tục, chúng ta sang cái bài vận dụng. Như vậy là vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu một số vấn đề. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi làm cái bài tập vận dụng sau. Bài tập này nó có liên quan đến cái ví dụ của sách giáo khoa. Cho nên có những điều thầy không nói ở đây. Mà thầy chỉ nếu là những phần nào trùng với cái ví dụ của sách giáo khoa thì thầy sẽ nhắc lại thôi. Bài toán vận dụng như sau. Trong bài toán vận dụng, thì khi chơi trên sân cầu lông đơn, tức là một người đánh với một người đấy các em này. Còn là sân cầu lông đôi, tức là hai người đánh với hai người. Thì các lần phạt cầu lông với thông tin như sau, có được xem là hợp lệ không? Các thông tin không được đề cập thì vẫn giữ như trong giả thiết bài toán trên. Như vậy là chúng ta phải giữ lại những cái thông tin ở cái bài toán mà các em tham khảo sách giáo khoa. Còn đây là thầy chỉ nói qua thôi. Câu A là vận tốc ban đầu của cầu là 12 mét trên giây. Và các em nên quan sát lại cái ví dụ. Thì cái chiều cao y không khi phạt quả cầu lông là bao nhiêu thì thầy sẽ nhắc lại sau. Bây giờ chúng ta cùng giải bài này. Trước hết thì thầy nhắc lại là một người đang tập chơi cầu lông có khuynh hướng phạt cầu với một góc 30 độ so với mặt đất. Như vậy là giữ nguyên cái giả thiết của cái bài toán ứng dụng này các em này. Và bây giờ chúng ta sẽ chọn hệ trục tọa độ. Chúng ta chọn như thế này. Trục OI là thẳng đứng, đúng không nào? Trục OX là nằm ngang. Và cái góc phạt cầu lông ở cái vị trí không này là góc alpha bằng 30 độ so với phương nằm ngang đấy. Và cái phương trình chúng ta phải giữ lại cái phương trình quỹ đạo của cầu lông bằng vật lý đã nghiên cứu rồi. Thì cách chọn thì hệ trục tọa độ như vậy. Và dĩ nhiên chúng ta chỉ xét x dương thôi chúng ta không xét x âm, chỉ xét x dương và y dương. Cho nên ở hai cái phía âm và của cái trục hoành và trục tung thì chúng ta vẽ rất là ngắn. Bây giờ cả hai câu A và B thì cái phương trình quỹ đạo của quả cầu đi thì đều không đổi, tức là nó bằng âm 9,8. Thầy thay gia tộc trong trường là âm 9,8, thầy không ghi đơn vị vào đây. Nhân với x bình trên 2V không bình nhân cột bình phương 30 độ cộng với tan của 30 độ nhân x. Các em lưu ý rằng là cái phép nhân này là phép nhân của hai biểu thức. Biểu thức thứ nhất là tan 30 độ, biểu thức thứ hai là x, chứ không phải là 30 nhân với x. Cuối cùng cộng với y không là cộng với cái chiều cao khi phạt cầu lông. Như vậy là chúng ta hiểu cái chọn hệ trục tọa độ.
sau khi chọn hệ trục tọa độ xong rồi thì chúng ta mới giải được bài này các em, bởi vì đây là một cái bài toán thực tế. Vậy thì các em sẽ hình dung được, muốn giải bài toán thực tế thì trước hết là chúng ta nhận biết được cái quỹ đạo của nó là một cái đường bậc hai, thì chúng ta phải tìm cách xây dựng một hệ trục tọa độ trước khi chúng ta tính toán. Đó là nguyên tắc nha các em. Thì bây giờ trước hết thầy sẽ phân tích lại cái chỗ này cho các em, và có những vấn đề mà thầy phải nhắc lại. Thứ nhất là cái vị trí phạt cầu lông của cái người chơi đây này các em này, là giữ lại là chiều cao là 0,7 mét, và người phạt cầu lông cách lưới là 4 mét, rồi điểm trong cách lưới là 1,98 mét, rồi lưới cách cái điểm biên ngoài á là 5,94 mét. Như vậy thầy nhắc lại để chúng ta thực hiện những cái phép tính để biết đánh hỏng hay đánh không hỏng, đúng không? Bây giờ ý thứ nhất, thì khoảng cách từ ô mà đến điểm biên trong của sân đối phương bằng bao nhiêu các em? Điểm ô tức điểm bắt đầu chúng ta phạt đến điểm bên trong này, thấy không? Là 4 mét cộng với 1,98 mét. Thì khoảng cách này là bằng 5,98 mét, tức là từ vị trí này đến vị trí này là 5,98 mét. Khoảng cách từ ô mà đến điểm bên ngoài của sân đối phương là vị trí này các em này. Như cái rầm vạch màu đỏ này là đánh hỏng này, bên ngoài này là bằng 10 mét các em. 5,94 mét mà cộng với 4 mét các em, 9,94 mét. Như vậy thì các em thấy rằng là trong cái khái niệm là mà thầy vừa nói với các em ở cái mục trước đó, đó là tầm bay xa và tầm bay cao, để các em hình dung ở trong cái mục này một tí. Tầm bay xa mà nó vượt quá 9,94 mét thì như vậy quả đỏ đánh hỏng rồi, mà tầm bay cao tại cái điểm lưới này mà nó thấp hơn 1,524 mét thì có nghĩa là quả cầu lông rồi gặp lưới thì nó rơi xuống, làm sao mà qua sân đối phương được, tức là quả cầu đồng vận học. Như vậy là cái tầm bay cao và tầm bay xa là giúp chúng ta tìm hiểu cái chiến thắng. Khi đánh một quả cầu làm sao cho nó hợp lệ thì mới chiến thắng được, còn đánh quả cầu không hợp lệ thì không thể chiến thắng được. Đánh hợp lệ chưa chắc là chiến thắng, nhưng mà muốn chiến thắng phải đánh hợp lệ đã. Vậy thì quả phạt bóng hợp lệ phải thỏa hai cái điều kiện sau này. Điều kiện thứ nhất là đánh qua lưới, có nghĩa là tính ép tại điểm 4 này các em này, là phải lớn hơn 1,524 mét thì phải thiếu 5,24. Chứ bằng 5,24 có khi nó lại thế nào các em nhỉ? Bằng 5,24 thì nó chạm, nó chạm thì nó cũng phạm quy, đúng không? Hỏng, nó lớn hơn, tức là quả cầu lông này nó không được chạm lưới. F4 tức là tính giá trị của hàm số y tại điểm 4 này nghe, phải lớn hơn 1,524 mét. Nhiều khi nó chạm lưới mà trọng tài không phát hiện được thì vẫn ok thôi. Các em thấy trường hợp này cũng thường thường xảy ra, đúng không? Và hoành độ cái điểm bóng chạm mặt sân lợi ích, nếu thầy gọi cái hoành độ của cái điểm của cái quả cầu đó mà nó chạm đất là x, thì cái x này phải nằm trong cái khoảng này các em này. X này phải lớn hơn 5,98 mét hoặc bằng, hoặc nhỏ hơn hoặc bằng là 9,94 mét, thì khi đó thì cái quả bóng đó mới hợp lệ. Hợp lệ có nghĩa là trọng tài chấp nhận cái quả bóng đó, còn chiến thắng thì chưa chắc đã chiến thắng em,
vì đối phương khỏe mạnh hơn ta thì chắc chắn là chúng ta phải tiếp tục nhận cái quả đánh từ đối phương qua chúng ta lại, cũng theo một cái quỹ đạo như thế này. Nhưng mà cái chiều ngược lại thế em, chiều ngược lại. Như vậy là có hai cái điều kiện để đánh quả bóng hợp lệ là như vậy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ làm câu A. Ở câu A thì các em thấy rằng là V0 nó bằng 12 mét trên giây. Y0 là giữ nguyên như cũ là 0,7 mét thì có ghi đây này. Bây giờ chúng ta thay những cái dữ liệu này vào phương trình quỹ đạo. Tức là phương trình này các em. Phương trình quỹ đạo thầy nhắc lại. Thì các em thay vào thì chúng ta sẽ được một cái phương trình quỹ đạo cụ thể. Đó là y bằng trừ 9,8 x bình phương trên 2. V0 chúng ta thay là 12 bình phương nhân với cốt bình phương có 30 độ. Cốt của 30 độ thì các em biết bằng căn 3 trên 2. Cho nên cốt bình phương là bằng 3/4. Tiếp tục tan của 30 độ thì các em biết rằng là bằng căn 3 trên 3. Nhân x thì cộng với 0,7 là y0. Bây giờ chúng ta biến đổi gọn lại một tí. Thì các em sử dụng máy tính. Hai cái biểu thức sau thì chúng ta viết lại. Còn thầy sử dụng máy tính để thầy tính cái biểu thức trước. Hệ số thôi các em nha. Tính hệ số. Thầy sử dụng máy tính. Các em quan sát trên máy tính. Thì trở về chế độ menu 1 các em này. Thì nhập cái hệ số là trừ 9,8. Trên cho. Thôi ta nhập một tí. 12 bình phương là 144. Hai chúng ta chẳng được cho 4 ở đây còn là 2 đúng không nào? Nhân với là 3/2. Nhân với mẫu người em. Nhân bằng. Chúng ta được cái hệ số là trừ 49 phần 1080. Chúng ta viết lại hệ số của x bình phương thôi. Hay y bằng trừ 49 phần 1080 bình phương cộng với căn bậc 2 của 3/3 x cộng với 0,7. Như vậy trong trường hợp này chúng ta có một cái hàm bậc 2 rất là cụ thể, gọn gàng đúng không nào? Thì bây giờ chúng ta tiếp tục. Thì để lại hình ảnh để các em quan sát. Bây giờ chúng ta sẽ tìm giao điểm của cái đường cong, tức là của cái hàm số y bằng trừ 49 phần 1080 bình phương cộng với căn bậc 2 của 3/3 nhân x cộng với 0,7 với đường thẳng x bằng 4 các em, để kiểm tra xem thử cái giá trị y tại điểm x bằng 4 nó có lớn hơn 1,524 mét không, tức là có đánh quá lưới hay không. Kiểm tra đánh quá lưới hay không là kiểm tra cái tìm giao điểm của hàm số này với đường thẳng. Thì khi tìm giao điểm của hàm số này với đường thẳng thì các em thấy x bằng 4 để các em tính. Thì bây giờ thầy sẽ thực hiện máy tính để thầy tính cho các em. Thì bây giờ thực hiện máy tính thì chúng ta có thể làm như sau. Chúng ta có thể thay x bằng 4 vào đây để chúng ta nhập máy tính. Tuy nhiên làm như vậy thì không được khoa học lắm. Thầy sẽ hướng dẫn các em tìm giá trị tại mọi điểm bằng cách các em nhập như sau. Trừ 49 dấu ấm thầy viết trên ngay luôn. Trừ 49 phần 1080 nhân với x bình phương cộng căn bậc 2 của 3/3 nhân x cộng tiếp 0,7. Như vậy chúng ta nhập xong, chúng ta tính thấy x bằng 4 thì chúng ta nhận căn này các em này. Máy tính hỏi x bằng 1 phải không? Không phải, 4 bằng, bấm bằng, ra kết quả cho chúng ta là 2,283 mét. Như vậy là nó vượt quá 1,524 mét rồi, tức là quả bóng này đánh quá lưới rồi đấy.
đánh qua lưới thì đã chắc chứ nó nằm ở trong sân, nó có thể ra ngoài sân và ngang. Thì bây giờ như vậy là điều kiện đầu tiên chúng ta kiểm tra được thì chúng ta mới kiểm tra cái điểm rơi. Thấy bằng 4 vào thì ta có y sẽ bằng 2,283. Thầy bật lại máy tính kiểm tra cho các em này, 2,283 này, này để các em có thấy là chúng ta tính y sấp xỉ. Như vậy cái giá trị y này lớn hơn 1,524 mét. Mà lớn hơn thì sao các em? Là đánh qua lưới. Đánh cọc qua lưới có thể ra ngoài là không hợp lệ là hỏng, có thể ở trong là hợp lệ. Cho nên chúng ta phải tìm cái tầm bay xa của quả bóng. Muốn tìm tầm bay xa của quả bóng thì chúng ta tìm giao điểm của cái hàm số bậc 2 này với đường thẳng x bằng 0 là trục khoanh nha các em. À, đường thẳng y bằng 0. À, thầy nói nhầm. Y bằng 0 là trục khoanh. Thầy nói lại. Tiếp theo là chúng ta tìm cái tầm bay xa của quả bóng. Tầm bay xa của quả bóng rơi, một là vị trí này các em này, hai là vị trí này này, ba là vị trí này này. Đó là tầm bay xa so với cái góc tọa độ các em. Thế thì chúng ta muốn như vậy thì chúng ta tìm giao điểm của cái hàm số bậc 2 này với đường thẳng y bằng 0, tức là trục khoanh, để chúng ta kiểm tra cầu rơi trong sân không hay là rơi ra ngoài sân. Tức là thỏa cái điều kiện là nằm từ điểm trong mà đến điểm bên trong đến điểm bên ngoài thì quả bóng đó coi như là hợp lệ. Chúng ta hiểu như thế. Thì bây giờ muốn làm điều này thì chúng ta đi giải cái phương trình bậc 2 thôi. Chúng ta giải cái phương trình bậc 2 fx bậc 0. Chúng ta bật máy tính lên chúng ta giải. Chúng ta trở về chế độ menu chính. Hệ phương trình, một là phương trình chúng ta nhấn số 1. Phương trình này là phương trình bậc nhất thay một ẩn số mà phương trình bậc 2, cho nên chúng ta nhấn số 2. À, như vậy là cắt trượt chỗ này rồi. Thầy nhầm chỗ này rồi. Trở về chế độ menu chính, ta nhấn số 2 là phương trình chứ. Phương trình đa thức bậc bậc 2 đúng không? À, bây giờ chúng ta nhập trừ hệ số A là trừ 49 phần 1080. Chúng ta nhập là âm 49. Thì chia thế này cũng được em này. 1080 bằng nhập hệ số thứ hai là căn bậc 2 của 3 chia 3. Bằng nhập tiếp theo là 0,7. Bằng kém được nghiệm thứ nhất là 13,84. Em nhớ tí nha, 3,84. Nghiệm thứ hai là âm 1,11. Thì nghiệm âm này chắc chắn bị loại rồi. Nhưng mà chúng ta giải thì chúng ta vẫn ghi đầy đủ. Nó tương đương với x1 sấp xỉ 13,84 mét và âm 1,1 mét. Cái giá trị âm này bị loại. Bây giờ cái giá trị x1 này là tầm xa đấy các em. Tầm xa này các em thấy nó vượt quá cái điểm bên ngoài rồi. Mà điểm bên ngoài của chúng ta là từ cái chỗ vị trí đánh mà đến điểm bên ngoài á, thì như lúc nãy thầy nói với các em nó bằng bao nhiêu mét các em? 9,94 mét là cái khoảng cách từ cái người phát bóng mà đến điểm bên ngoài á, là 9,94 mét, thì khi đó mới hợp lệ. Mà bây giờ thì nó vượt quá rồi, như vậy quả bóng này bị hỏng không nào? Quả bóng này bị hỏng. Tiếp tục kém nha, nó lớn hơn 9,94 mét. Vậy thì từ đây chúng ta kết luận gì? Kết luận là về lần phát bóng này, quả cầu mặc dù đi qua lưới, không chạm lưới, nằm ở trên lưới, nhưng mà lại ra khỏi sân đối phương nên hỏng. Tuy nhiên đối phương mà thấy cái quả bóng này hợp lệ quá, hợp lệ với cái đường đánh của họ, là họ vẫn không để cho hỏng, mà họ sẽ đánh trở lại để họ giành chiến thắng một cách ngoan mục hơn các em ạ. Chứ không phải là
họ chơi quả bóng ra rơi ra ngoài đâu các em, bởi vì nhiều khi rất nguy hiểm. Vận động viên mà cứ tưởng quả bóng nó rơi ra ngoài, nhưng mà thực chất là nó lại bị gió thổi một cái nó lại rơi vào trong. Cho nên là những vận động viên mà có kinh nghiệm mà khi thấy gió, dù họ biết là quả bóng đã rơi ra ngoài rồi, nhưng mà họ sợ là gió thổi nó lại bay vào trong, cho nên là họ đánh tiếp. Như vậy là các em chơi cầu lông thì các em biết vấn đề này, phải không nào? Nói chung là cũng có vấn đề may rủi ở trong cái chơi nữa các em, ngoài tài năng. Như vậy là chúng ta đã giải xong câu A rồi, phải không nào? Bây giờ chúng ta tiếp tục sang câu B. Thầy nhắc lại cái màn hình một tí. Hình ảnh cho này trục tao đó. Ở câu B á, là về không á, chúng ta giữ lại là 8 mét trên dây ở cái ví dụ vận dụng ở sách giáo khoa. Còn cái vị trí đánh cầu lông bây giờ là 1,3 mét kém này. Thì chiều này là 1,3 này. Thì sửa lại chỗ này là 1,3 nha. À, chiều cao 1,3 mét đó. Còn góc alpha thì không đổi. Vẫn là bằng 30 độ cái. Chỉ khác cái chiều cao này thôi. Và vận tốc về 0 bằng 8. Vận tốc về 0 bằng 8 lấy ở đâu? Lấy ở cái bài toán vận dụng của sách giáo khoa. Các em lưu ý chỗ này tí nha. Khi đó ta thay vào thì chúng ta được chúng ta thay vào cái phương trình quỹ đạo này thì chúng ta sẽ được, thì biết cho nó rõ ràng để các em biết ta thay vào đâu thì ta được. Âm 9,8 x bình phương này trên 2 này nhân về V0 bình là 8 bình này, nhân về 3/4 này, cộng với căn bậc 2 của 3 trên 3 nhân x cộng với 1,3. Bây giờ chúng ta lại đi tìm cái hệ số này để chúng ta viết gọn lại một tí, thì chúng ta phải sử dụng máy tính thôi, không? Thì trở về chế độ menu 1 thì nhập là âm 9,8. Phần 8864. Thôi bây giờ thì bỏ 2 đi, thì viết là 64 đi. Ta nhân tiếp cho 3/2. Đã nhập máy tính thì ta nhập cho luôn. Như vậy hệ số A đây các em này sẽ bằng -49/480. Chúng ta viết gọn lại cái hệ số A của hàm bậc 2 tí. Như vậy chúng ta được là hay cái hàm số là y bằng -49/480 bình phương cộng với căn bậc 2 của 3 trên 3 x cộng với 1,3. Bây giờ chúng ta tiếp tục. Tìm giao điểm của cái hàm số với đường thẳng x bằng 4 để kiểm tra đánh có qua lưới không. Thì chúng ta nhập lại hàm số để chúng ta tìm cái chiều cao tại cái điểm lưới. Xóa màn hình. Thì nhập lại hàm số là âm 49/480. X bình phương cộng tiếp căn bậc 2 của 3 trên 3 x cộng với 1,3. Chúng ta tính tham số này tại điểm x bằng 4 căn 4 được có sẵn đây rồi, chúng ta nhấn bằng luôn. Chúng ta lấy số gần đúng là 1,976. Như vậy 1,976 là cao hơn lưới rồi các em. Thay bằng 4 vào hàm số thì ta có x bằng 1,976 mét các em. Giá trị này nó lớn hơn chiều cao của lưới là 1,524. Cho nên cái quả bóng này nó đi qua lưới.
như vậy là thỏa mãn một cái điều kiện để quả bóng có thể hợp lệ. Tức là đã đánh qua lưới. Bây giờ chúng ta tìm cái tâm bay xa, tìm giao điểm của cái hàm số này với đường thẳng y bằng 0 và kiểm tra, để kiểm tra cái quả cầu của rơi trong sân không, tức là so với 9,94 đó các em. So sánh với cái 9,94 mét đó các em. Thì bây giờ chúng ta lại dùng máy tính, chúng ta giải cái phương trình bậc 2 phải không các em. Bây giờ chúng ta bật máy tính lên tính tầm bay xa. Chúng ta trở về chế độ menu 9. Hai là phương trình. Chúng ta chọn 2. Hệ số thứ nhất là -49/480. 49 chia cho 480 bằng hệ số B là căn bậc 2 của 3/3 chia cho 3 bằng hệ số C là 1,3 bằng nghiệm thứ nhất là 7,381. Nghiệm thứ hai là -1,725. Thôi mình lấy -1,7 vì nó loại các em. Tiếp tục nhé các em. Giải phương trình bậc 2 thì chúng ta được nghiệm thứ nhất xấp xỉ là -7,381. Nghiệm thứ hai là -1,7. Nghiệm thứ hai nó bị loại vì âm. Còn các em thấy cái tầm bay xa của nó là nhỏ hơn 9,94 mét, tức là nằm ở trong cái khoảng giữa điểm bên trong và điểm bên ngoài. Thì như vậy là cái quả bóng này vừa bay qua lưới, vừa nằm trong cái khoảng điểm bên trong bên ngoài như đường màu xanh này, thì rõ ràng đây là một quả bóng đánh rất hợp lệ vào sân đối phương. Còn chiến thắng hay không thì tùy vào đối phương có đánh hay là không đánh, đúng không nào? Còn chúng ta đánh đã hợp lệ rồi. Như vậy các em thấy là cái bài toán này nó giúp chúng ta tập đánh cầu lông như vậy đó. Như vậy là chúng ta kết thúc lời giải của bài này. Như vậy là qua cái bài này thì các em thấy rằng là chúng ta đã vận dụng cái tính chất của hàm số bậc 2 để chúng ta đi giải một cái bài toán trong thực tế đó là đánh cầu lông. Và còn rất nhiều bài toán nữa. Chẳng hạn là tính cái đường đi của một khẩu pháo cối, hoặc là một pháo cao xạ, hoặc là súng trường, hoặc súng bị bắn tỉa. Thì người ta vẫn đều sử dụng những cái phương trình để người ta nghiên cứu. Để làm sao những cái loại vũ khí đó khi mà bắn vào quân thù thì nó bảo đảm sự chính xác tuyệt đối. Như vậy thì bài học hôm nay đã kết thúc. Và chúng ta sẽ tiếp tục sửa cái bài tập của bài số 2, hàm số bậc 2. Các em nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để tiếp tục theo dõi bài giải của thầy. Cuối cùng thầy chúc các em luôn bình an sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.